Với phương châm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Thầy giáo Lê Văn Hường, hiện đang công tác tại trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, là một trong số những tấm gương như vậy. Với thầy Hường, được hiến tặng những giọt máu nóng cứu người chính là niềm hạnh phúc của sự sẻ chia. Tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đà Nẵng, hình ảnh thầy giáo Lê Văn Hường bên tờ phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện đã trở nên thân thuộc với đội ngũ y bác sĩ kỹ thuật viên tại đây. Dù đã lớn tuổi, nhưng thầy giáo Lê Văn Hường luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ cho các trường hợp cần nhóm máu tương thích. Tiêu đề của đội là một giọt máu cho đi, một đời ở lại. Đó. Thì tôi đi làm theo cái tâm tưởng đó thôi. Cái gì mà giúp được cho người thì tôi giúp thôi, còn khi hiến sau thì nó suy nghĩ thì tổng chả suy nghĩ gì. Hơn 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện, sự tận tâm, trách nhiệm của thầy giáo Hường với những giọt máu nóng, nghĩa tình trở thành nguồn cứu cánh kịp thời, hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân trong suốt nhiều năm qua. Tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần của thầy Hường. Trong những cái tình huống hiểm nghèo thì giữa sự sống và cái chết, thì nếu mà có một cái nguồn máu cấp cứu là một tia hy vọng rất lớn cho bệnh nhân. Đặc biệt là những bạn mà hiến máu nhiều lần thì cái nguồn máu này cực kỳ an toàn. Tham gia đội tình nguyện viên máu sống gia đình Phật tử Đà Nẵng, thầy giáo Lê Văn Hường là một thành viên năng nổ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Không nề hà, ngại khó, ngại khổ, thầy Hường luôn có mặt kịp thời trong những tình huống cấp bách để hỗ trợ người bệnh. Mỗi khi có bệnh viện cần hoặc là các bệnh nhân cần cấp cứu thì khi gọi là thầy sẵn sàng chạy liền. Nhưng lúc mà bệnh viện chưa gọi nhưng mà thầy đã đủ ngày hiến lại thì thầy cũng nhắc nhở anh em là có gì thì gọi thầy để thầy kịp thời thầy giúp cho bệnh nhân. Nghĩa cử cao đẹp của thầy giáo Lê Văn Hường một lần nữa khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là sợi dây gắn kết yêu thương để nguồn máu nóng đến được nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.